Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống da đẹp thì trong buổi chiều ngày hôm nay em đang có mặt tại trung tâm phường 5 quận Bình Thạnh, tọa lạc vị trí trục đường Nguyễn Trung Trực kết nối với đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Văn Đậu và đường Phan Đăng Lưu nha cả nhà. Đây, Hằng Ni đang có mặt trên trục đường của chợ Cây Quéo. Nhà mình thì kế bên luôn, cách trung tâm quận 1 chỉ khoảng 3-5 phút di chuyển. Tại đây thì mình đi về khu ẩm thực đường Phan Xích Long, phố đi bộ chỉ khoảng 3 phút rồi đó cả nhà. Ngay vị trí trung tâm để gửi khách hàng mình một căn nhà phố phân khúc giá bán 5 tỷ hơn, mà nhà còn nở hậu lên tới 6 mét lận, phong thủy tương đối tốt luôn. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu cái cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, mẫu thiết kế tân cổ điển, tông chủ đạo là màu trắng, nước sơn tường màu trắng nè cả nhà. Đó, bên trên mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công kết hợp với ô cửa sổ lớn ra bên ngoài. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng tây nam, là phù hợp khách hàng mình cứ mời là tây tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m5, nhà nở hậu là 6m, chiều dài là 7m. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, bên trên hiện hữu 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, khu vực trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn á. Đây, đường trước nhà của mình hiện hữu rộng 3m, hẻm này thì thông bàn cờ, thông tứ tung luôn, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu rồi nha cả nhà. Một căn nhà phố, gia chủ đang rao bán phân khúc giá bán là 5 tỷ 880 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và quý khách hàng mình có nhu cầu thì Hằng Ni hỗ trợ vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Một căn nhà sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày. Và khoảng không gian khu vực phía trước nè, được gia chủ mình có thiết kế một cái nơi đậu xe, đậu được 3 chiếc xe máy tương đối thoải mái luôn á. Tầng trệt thì gia chủ mình thiết kế rầm 2 lớp cửa, một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Và cùng em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Tại khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế làm phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong. Thông tầng nhìn lên phía trên là cả nhà. Một căn nhà theo mẫu hiện đại, tông chủ đạo là màu trắng, nước sơn tường màu trắng. Bên dưới gạch là gạch bóng kính, chống trệ chống chân chợt, 60-60, khoảng thông tầng bên trên. Được gia chủ mình thiết kế có ô cửa kính, lấy ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành của nhà mình trong thời gian sử dụng. Trong đó mình có máy hút mùi, bồn rửa, phụ kiện bếp nè cả nhà. Đây, một không gian đầy đủ công năng luôn á. Mình có một cái vòi để lấy nước nè, mình nấu ăn riêng tư riêng biệt luôn. Rồi vòi rửa chén, ở đây là cái bình để mình đựng nước rửa chén hay là đựng nước rửa tay cũng được luôn nha cả nhà. Đó, hay chưa, đa công năng luôn nè. Một căn nhà với khuôn đất là nở hậu, ngang 4m5, chiều sâu vào là 7m, nhà nở hậu 6m, được gia chủ thiết kế là thang bộ nằm ốp sát tường. Cho nên mỗi tầng như vậy, không gian sử dụng tương đối rộng rãi và thông thoáng luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực các tầng bên trên để chúng ta cùng tham quan. Nhà này chúng ta mua về để coi thiết kế lại, thiết kế tầng trệt làm phòng khách hoặc là khu vực để xe, rồi phòng ăn bên trong để thêm bộ bàn ăn nữa nha cả nhà. Hoặc là gia đình mình có nhu cầu, Hằng Ni sẽ giới thiệu đơn vị thiết kế thi công, đơn vị nội thất vào trang bị setup thêm nội thất cho cả nhà mình lựa chọn nha. Và không gian khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế cho mình bồn vệ sinh, lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp phun trần sạch sẽ chỉ lau chùi nè cả nhà. Thang bộ đi di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng bên trên được gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng kính cường lực 10 ly. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng để tham quan ngôi nhà. Một không gian mình có thể là sử dụng làm phòng đầu tiên dành cho ông bà lớn tuổi khi mà không thể leo cầu thang cao được đó cả nhà. Đó, mình đi vài bước chân thôi là lên tới trên này rồi. Hoặc là mình sử dụng làm phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng spa chăm sóc da. Đó, gia chủ thiết kế cho mình nè cả nhà. Đã đổ đà sẵn rồi, nếu mình có nhu cầu thì mình đẩy cái tầng này ra ngoài này. Rồi ngoài cái ô cửa này nè, gia chủ đã thiết kế cho mình hai cái ô đó đó. Mình mở, mình đẩy ra, mình lấy gió được. Không khí không thoáng lắm. Không gian bên trên này tương đối rộng luôn á. Đã được gia chủ mình lắp sẵn máy lạnh cho mình rồi nha. Phòng ngủ đầu tiên, bên trên trần của mình, trần chìm giật cấp đèn led âm trần. Tông là màu xám nè cả nhà, xám trắng. Và có toilet sử dụng riêng tại đây luôn. Đó, phòng khách, phòng karaoke cũng được luôn nha cả nhà.
bồn vệ sinh lavabo đường soi, kệ treo đồ nè, rồi tấm hoa sen đứng đặt ở phun trần luôn. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực bên trên để tham quan ngôi nhà. Hằng đây có mấy mẫu thiết kế nội thất với tầm diện tích như vậy, ngang 4m5, nở hậu 6m, dài tới 7m. Có một số bản thiết kế nhà tương đối đẹp luôn cả nhà. Cả nhà mình quan tâm thì em sẽ hỗ trợ khách hàng mình để có thiết kế nha cho ngôi nhà này. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, một không gian tương đối rộng và thông thoáng luôn, siêu to siêu dài luôn nè cả nhà. Đây, bên dưới gạch của mình, gạch bóng kính chống trầy chống trơn trượt, bên trên trần á là trần chìm giật cách đèn led âm trần. Mình nhấn nhá và cái tông là màu xám màu trắng. Rèm màn cửa rồi ban công chỗ ra phía trước thông thoáng mát mẻ lắm luôn. À, view trực diện ra phía trước nè. Và tầng này đã được gia chủ mình thiết kế cho mình máy lạnh sử dụng riêng rồi nha cả nhà. Chúng ta mua về để coi thiết kế lại làm phòng ngủ master, phòng ngủ đầu tiên. Toilet sử dụng riêng bên trong, rồi tắm hoa sen đứng, rồi bồn vệ sinh lavabo đường soi, giá treo đồ gạch ốp phun trần đầy đủ và hoàn thiện luôn. Tông là màu trắng màu đen xen kẽ với nhau. Gương đó chúng ta bật tắt đèn được luôn á cả nhà. Đây, quá tuyệt vời luôn cho một căn nhà phố. Phân khúc giá bán 5-6 tỷ đồng, 5.880.000.000 thôi. Giá còn bớt cái này mình thiện chí mua nhanh nữa. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Cuối nhà của mình đã được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời nè cả nhà. Đó, rồi có một cái ô cửa sổ mở ra đây nữa, cho nên mình mở cửa ra không khí nó lưu lắm, nơi lấy sáng lấy gió cho tiếp theo ngôi nhà. Mà cái đèn của cầu thang á, hàng này không có mở luôn, nhưng mà nhà mình nhờ cái ánh sáng tự nhiên cả nhà. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu tiếp theo. Lầu thứ hai được gia chủ thiết kế tiếp tục là hai phòng ngủ. Phòng ngủ thứ ba rồi, tầng lẫn một phòng. Lên không gian khu vực lầu 1 là một phòng master, phòng ngủ thứ ba đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Đó, mình có máy lạnh sử dụng riêng bên trong, rồi ô cửa sổ nhỏ nhỏ mở ra. Và đặc biệt là khoảng không gian này đã được gia chủ mình thiết kế cho mình là toilet sử dụng riêng nè cả nhà. Phòng nào cũng có toilet riêng hết á, quá là thuận tiện để sinh hoạt, an cư sinh sống. Bên trong toilet thì mình có vòi tắm hoa sen đứng, bồn vệ sinh lavabo đường soi, gạch ốp phun trần. Và không gian khu vực phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ này cũng tương đối lớn luôn nha. Phòng này là mình có ban công trổ ra bên ngoài luôn, toilet sử dụng riêng luôn nè cả nhà. Đó, mở cửa ra không khí đối lưu. Gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn. Và không gian phòng này cũng có ban công phía trước nè. Tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng này nè, ban công phía trước thì mình làm phòng ngủ, còn cái phòng mới vừa Hằng đi mới quay á, mình làm phòng để quần áo cũng được luôn nha cả nhà. Bên trên trần của mình là trần chìm trượt cách đèn led âm trần, máy lạnh sử dụng riêng đầy đủ và hoàn thiện. Ngôi nhà này á, gia chủ mình sơn nước sơn là màu trắng, tông chủ đài là màu trắng. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hoặc là cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng nè cả nhà. Đó, sân thượng thì view trực diện khu nhà dân cư ở hiện hữu thôi nè, tương đối thông thoáng luôn. Một buổi chiều trời rất là đẹp luôn á. Ban công sân thượng, khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ. Lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, để thêm cái bàn trà, ghế ngồi nữa. Mình trồng cây trồng hoa bên trên này nha cả nhà, làm sân vườn. Nhà chủ mình để cục nóng máy lạnh, bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời nè. Nhà mình đã trang bị sẵn cho mình máy bình minh năng lượng mặt trời đầy đủ luôn rồi, hệ thống nóng lạnh luôn. Một khu vực ban công sân thượng tương đối thông thoáng mát mẻ. Vị trí thì sát bên chợ Cây Quéo. Tại đây chúng ta di chuyển về chợ Bà Chiểu, trung tâm quận 1 rất là tiện luôn á. Phân khúc giá bán 5.880.000.000 đồng. Giá còn bớt hết thì mình thiện chí mua nhanh nữa. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều.
luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.